Nam em, có người theo đuổi trai mặt tới mức đến tận nhà bấm chuông, gọi cửa liên tục. Mới đây, chương trình Tài Tắm Tếu đã lên sóng với sự tham gia của Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm và Nam em. Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về chủ đề đàn ông có nên trai mặt hay không. Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ quan điểm, theo tôi, đàn ông là phải trai mặt mới có được người phụ nữ mình yêu. Phụ nữ luôn có những lúc yếu đuối, cần điểm tựa. Những lúc như vậy, nếu người đàn ông luôn bên cạnh họ, họ sẽ rung động. Người phụ nữ có thể ban đầu sẽ thấy phiền phức khi một người đàn ông cứ làm phiền mình trong lúc mình không yêu hương gì anh ta. Nhưng trong lúc họ cô đơn, họ sẽ thấy giá trị của người đàn ông đó mà chấp nhận. Nghe vậy, nam em liền phản đối. Tôi chẳng bao giờ thấy thế. Dù vui hay buồn mà gặp một người đàn ông trai mặt, tôi cũng chỉ thấy hết sức phiền phức. Đúng lúc đang stress mà gặp phải kẻ mình không biết nữa thì chỉ có nổi điên lên thôi. Khả Như đồng tình với đàn em. Tôi thấy Lê Dương Bảo Lâm nói cũng có ý đúng. Cơ hội không bằng thời cơ. Nếu người đàn ông biết chạm đúng khoảnh khắc yếu đuối của phụ nữ cần mình, họ sẽ có được người yêu. Lê Dương Bảo Lâm khẳng định, đúng vậy, nếu có người phụ nữ nào đủ trai mặt để ở bên cạnh chị Khả Như vài năm, chứng tỏ người đó yêu chị tha thiết. Trước câu khẳng định của Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như bày tỏ, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, chưa hề có. Với lại, tôi thấy nếu như thế thì tội nghiệp người đàn ông đó lắm. Lúc phụ nữ hạnh phúc thì không nhớ người đàn ông, tới lúc cô đơn lẻ loi mới cần đến, chẳng khác nào lòng hương hại. Lê Dương Bảo Lâm tự nhiên làm tôi nhớ tới anh Ngạn trong phim Mắt Biếc. Cứ đi theo cô kia, chứng kiến cô đó có người yêu rồi tan vỡ, chịu đựng mọi đau khổ nhưng lại không dám hổ lộ. Đến cuối cùng vẫn không có được cô gái ấy. Khả Như vừa nói tới đây thì nam em chen ngang và tiết lộ. Tôi thấy chẳng sao cả, anh Ngạn đã nhận lại một bộ phim điện ảnh doanh thu cao. Nói chung, bản thân tôi cũng gặp một số người đàn ông trai mặt kinh khủng. Có người còn trai mặt tới mức qua nhà tôi bấm chuông, gọi cửa liên tục. Dù tôi không đáp lại, khiến tôi sợ hãi vô cùng.